Bàn tay Đức Kitô. Chẳng phải soi gương hay ngoái cổ, vặn mình để nhìn đôi tay, vì ai cũng thấy bàn tay mình rất rõ. Bàn tay ngay trước mặt, mở mắt ra là thấy tay, nhắm mắt lại cũng biết tay đang làm gì, xòe tay ra là thấy trong ngoài, mặt trên, mặt dưới, thấy từng ngón tay, lóng tay, móng tay, chỉ tay, vân tay. Hơn tất cả, bàn tay là phần thân thể gần gũi, quen thuộc, trung thành và siêng năng nhất. Đúng như huân chương lao động được truy tặng, tay làm hàm nhai. Tay làm không mệt mỏi, hết việc nhà đến việc người, việc chung, việc riêng, việc nhỏ, việc lớn, và thỉnh thoảng mới được nghỉ ngơi, săn sóc, trang điểm. Tay làm được nhiều việc, cả việc xấu lẫn việc tốt, cả xây dựng lẫn phá hoại, cả việc lành lẫn việc ác, cả nhân đức lẫn tội lỗi. Tay bao sân ráo trọi từ chuyện nhỏ như bắt cháy, chạy đầu đến chuyện lớn như phất cờ lệnh, điều quân khiển tướng. Tay can thiệp khắp nơi vào mọi sinh hoạt, từ tri thức đến tình cảm, tâm linh. Sinh hoạt tri thức thì tay giúp nhận biết một thực tại bên ngoài, chủ thể. Tay sờ một vật để biết nóng lạnh, cứng mềm, mỏng dày, tròn méo. Tay sắp xếp, chế tạo, điều hòa cho sinh hoạt thêm mỹ quan, tốt đẹp. Tay hướng dẫn, chỉ đạo, trình bày để kiện toàn công trình cho đời sống thoải mái, dễ thở. Nhưng tay cũng cản trở, ngăn chặn làm hỏng nhiều ước mơ hạnh phúc. Sinh hoạt tình cảm thì bàn tay là nhịp cầu thông cảm, nối kết, liên lạc. Bàn tay siết chặt cho ấm tình bạn hữu, một vẫy tay thân thiện cho mát lòng kẻ ở người đi, một bàn tay trên vai đặt nhẹ nguôi ngoai tủi thân, bất hạnh. Trong tình đôi lứa thì bàn tay không thể thiếu, mà nếu thiếu thì quả là một điều không may. Bàn tay tình nhân đóng góp rất nhiều trong chuyện tình của đôi nhân tình. Bàn tay đưa em vào mộng, bàn tay đưa anh vào đời. Đưa được nhau vào đời, vào mộng thì quả thực toàn năng. Đôi bàn tay nhân tình, chẳng thế mà chàng với nàng cứ hở ra là nâng niu, âu yếm bàn tay nhau. Đời sống tâm linh thì có đôi tay chấp lại hoặc nâng cao cầu nguyện, có bàn tay dâng lễ, có bàn tay chúc lành, sức giàu, thánh hiến tha tội. Rồi những bàn tay nhân danh ba ngôi Thiên Chúa, những bàn tay đấm ngực ăn năn, những bàn tay đón xin thánh thể, những bàn tay chia sẻ ơn an bình. Cách chung thì đôi bàn tay, dù thô kệch, bụ bẫm, xương sẩu hay thon thả búp măng, cũng đều đẹp và cần thiết. Đẹp cho người như bàn tay mẹ chăm sóc con thơ, như bàn tay chồng nựng nịu vợ hiền, như bàn tay lương y băng bó, chữa lành bệnh nhân, như bàn tay cô giáo nắn nót dòng chữ đầu đời học trò của em bé mẫu giáo. Cần thiết cho đời như bàn tay nông dân, cày sâu cuốc bẫm, như bàn tay người phu quét đường mỗi sáng tinh sương, như bàn tay thoăn thoắt kim chỉ của chị công nhân xưởng dệt. Và đời người, cuộc đời đã rất đẹp nhờ những bàn tay khéo léo tận tụy này. Tuần Thánh là dịp được chiêm ngắm kỹ càng bàn tay Đức Kitô, bàn tay rửa chân, bàn tay cầm bánh, rượu, bàn tay bị trói chặt, bàn tay bị đinh đóng, bàn tay ban bình an. Bàn tay Đức Kitô đã rửa chân con người, không phải bàn chân người treo trên tường, in trong sách, nhưng bàn chân lem luốc, bụi bặm, chai nước, dơ bẩn của con người thật đạp đất, dính bùn, vương bụi. Bàn tay đã âu yếm rửa sạch bụi đời, bùn hôi, đất bẩn của đôi bàn chân cáu ghét và cẩn thận lau khô với tất cả trìu mến, trân trọng. Đức Kitô đã cúi xuống, lấy tay rửa chân con người để con người được chính bàn tay thánh thiện của Ngài nâng lên cao. Rửa chân không chỉ là rửa chân sạch rồi thôi, nhưng là rửa sạch để nâng lên cao, rửa sạch để thánh hiến, rửa sạch để biến đổi thành người thừa kế, bạn hữu của Thiên Chúa. Bàn tay Thiên Chúa đã rửa chân con người để con người nhận được thiên tính của Thiên Chúa. Bàn tay đã không rửa mà còn thánh hóa, biến thành thánh thân phận người tầm thường.
bất xứng. Bàn tay đã không rửa mà còn âu yếm gửi trao tình cha mầu nhiệm khi biến con hoang đàn thành con thừa kế. Mầu nhiệm tình yêu được diễn tả qua đôi tay Thiên Chúa đang rửa từng bàn chân rong ruổi, chai sạn, nứt nẻ, trần trụi, hoang đàn của con người trong chính hoàn cảnh hiện tại không chuẩn bị, sửa soạn, sắp đặt trước. Tình yêu đến ngay trong đời thường, giữa đời sống ngổn ngang, trong cõi lòng bừa bộn. Tình yêu không chọn ngày đẹp, giờ linh. Cửa nhà tươm tất như các tông đồ đã sửng sốt khi Đức Kitô bất ngờ đứng dậy, lấy nước quỳ xuống rửa chân cho các ông năm xưa. Đôi bàn tay yêu thương của Đức Kitô đã chăm nom, săn sóc đến tận lòng bàn chân bụi bặm, là chỗ thấp nhất, bẩn nhất trên thân thể con người. Tình yêu ấy đã xuống tận cùng thấp hèn của con người để không một tội lỗi nào mà không được thứ tha, không một yếu đuối nào mà không được nâng đỡ, không một tội nhân nào mà không được âu yếm yêu thương. Bàn tay Đức Kitô đã dâng của lễ thánh thiện lên Chúa Cha khi Ngài cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Của lễ hôm nay là chính mình, máu Ngài, của lễ duy nhất thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Khi nâng cao tay dâng chính mình, Đức Kitô đã dâng cả nhân loại trong cùng của lễ, để con người được giao hòa với Thiên Chúa nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài. Con người từ nay được hiệp thông với Thiên Chúa nhờ đôi tay đã rửa chân và dâng lễ của Đức Kitô. Không có Ngài rửa chân và dâng lễ, quan hệ giữa nhân loại và Thiên Chúa vẫn mãi là một quan hệ căng thẳng, không bình thường, rất bất lợi cho con người. Nhưng bàn tay thánh thiện hay làm phúc ấy đã bị trói chặt và đóng đinh ngay hôm sau. Người ta đã không để đôi tay ấy yêu thương, không cho đôi tay ấy âu yếm, chăm sóc, chữa lành. Bằng dây da, đôi tay ấy đã bị buộc chặt để không chúc phúc, thi ân được. Bằng đinh sắt, đôi tay ấy đã bị đâm thủng để không âu yếm, chữa lành được. Đôi bàn tay đã bị trói và đóng đinh vào thập tự, như bản án tử hình con người dành cho Thiên Chúa. Trói chặt và đóng đinh đôi bàn tay Thiên Chúa, con người cũng trói và đóng đinh nhau. Người ta đóng đinh nhau vì ghen ghét, ganh tị. Khi thấy đôi tay người khác khéo hơn, được việc hơn tay mình, vì độc quyền muốn một mình bao sân, khi thấy đôi tay người khác cũng làm những việc mình đang làm, vì cầu toàn không chấp nhận những bàn tay yếu đuối, vụng về hơn mình, vì ác độc không muốn thấy những bàn tay xây dựng, canh tân, phát triển, vì thuộc về thần dữ nên vội vã triệt hạ những đôi tay gieo vải hạt giống tin mừng. Sáng mai, khi trời chưa sáng, Đức Kitô sẽ sống lại, dang đôi tay ban bình an cho Maria Magdalena và các tông đồ. Ngài cũng đặt bàn tay trên vai mỗi người và âu yếm bảo: Thầy đây, con đừng sợ. Xin cho con đừng sợ đặt tay mình vào tay Chúa để yêu thương, phục vụ anh em, săn sóc, chữa lành người bất hạnh, cộng tác xây dựng một cuộc sống bác ái, huynh đệ. Xin đừng để con sợ khi người khác trói tay hay đóng đinh vào thánh giá. Vì lạy Chúa, đôi tay con có bị trói, bị đóng đinh với Chúa mới có thể như Chúa dang rộng và mở lớn để trao tặng bình an. Bình an của một tình yêu tự hiến, sẵn sàng chết cho người mình yêu, như Chúa đã yêu và đã chết vì yêu con và mọi người. Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó, tật nguyện khổ đau. Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vượt niềm tin chết đuối giữa biển nghi nan. Bàn tay ấy bẻ tấm bánh chia san tình người, thỏa cơn đói, thỏa khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha. Bàn tay ấy ôm hôn cuộc đời,
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó thật nguyền khổ đau. Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vực niềm tin chết đuối giữa biển nguy nan. Bàn tay ấy bé tấm bánh chia san tình người, thỏa cơn đói, thỏa khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa